là gì mà màn hình giơ tay chào đi. Giờ thú này coi nè, mấy con thú này quay phim mà. Tuấn Quân đi đâu đây? Tuấn Quân.
quay trên trước mặt đường và xiết quay quay vòng cầu mà quý vị từng xem qua. Do nam tính trẻ này đã đang đoạn tiếp tục xiết thời gian sau quay. Dùng roi câu một trăm đối phương hầm khỏi mặt đất. Cầm tay xin xác định 3 điểm cho đấu sĩ xanh. Cảm ơn. Khi đấu sĩ đỏ dùng đầu roi đâm vào đối phương làm đối phương bị ngã một phần thứ ba ngoài 2%. Ở Nha Trang có trò này không nè? Ba có đi chưa? Hết chưa?